I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague. Hello mọi người, thì nghe đồn là tin đồn phong phanh là anh Minh ảnh dẹp showroom. Nên là hôm nay Unix qua kiểm chứng á, mình thấy nó điều hiu quá à. Không biết sao nữa. Đi vô coi thử đi. Anh Minh, ủa dẹp showroom hả? Sao mà chống vắng quá vậy? Ừ, đúng rồi, em nhìn nè, dẹp đang dẹp đồ đạc ở trong quá trời luôn nè. Thấy không, vô quay đồ đạc là đang dẹp hết quá trời luôn. Chết rồi, mốt em qua đâu xu nhớt vậy? À, thì nói chung là bây giờ mình dẹp ở đây, mình qua chỗ khác. À, thì nói chung là anh em á, là chào anh em ha. Thì bây giờ mình đang trong quá trình dọn và ở đây mình hoạt động hết tháng 8 nha anh em. Hết tháng 8, đầu tháng 8 là ở bên kia mở, địa chỉ là 106 Trần Nhân Kiểu. Và bên mình có về mẫu áo mới cho mấy anh em yêu thích kênh mình. Đây là nữ mặc cũng được nha anh em. Đây nữ mặc đây. Rồi, ở phía trước là Biker Việt Nam. Ở phía sau là nguyên cái logo một con H2 nè. Con Ducati nè. Đó, con bánh tải nè. Đó, rất là đẹp, logo rất là đẹp. Đó, logo cực kỳ xịn. Đây mình cũng có mặt nè. Đó. Thấy chưa? Dài mặt rất là mạnh mẽ luôn. Đó. Cái áo này làm sao để có vậy anh? À, nếu mà anh em muốn miễn phí á thì anh em mua xe là sẽ có áo. Còn anh em nào mà thích mình á, muốn ủng hộ cho vui á thì cái áo này là anh đặt là 250 rồi. Tại cái áo này là áo xuất khẩu, áo phơm nước ngoài chứ không phải là cái như cái áo cũ. Áo cũ là chỉ có 100 mấy 200 thôi, nhưng mà áo này anh đặt tới 250. Thì mình bán cho anh em để giao lưu cho vui thôi. Đó, còn sau này anh em thích thì mình sẽ đặt những cái mẫu áo khác rồi mình bán sau. Còn này là bán giao lưu anh em cho vui. Đó. Để em nghe điện thoại cho nha. Dạ alo. Rồi, alo. Nãy nói tới khúc nào rồi? Tới cái khúc mà áo đẹp. À đó, thì áo gì đó thì anh em muốn giao lưu thì đó, giao lưu nam nữ thì mặc đều được. Nữ thì mặc cái form nó hơi to xíu. Tại cái form này, cái áo mình á là mình 1m70 mà tới 64-65kg là size nhỏ nhất này nè. Đó, còn có size bự nữa, nhưng mà cái size này form bên nước ngoài á, theo cái người đặt áo nói size này form bên nước ngoài không có size nhỏ nữa. Size này size nhỏ nhất đó là size S. Size S là nhỏ nhất, size M là to lắm. Đó, em mặc như em mặc vậy ok rồi. Ok, rất là đẹp ha, rất là ok. Thì sao ta? Thì em quay vòng cho mọi người coi áo đi. Ai quay muốn đặt? Quay đó, rồi ok. Rồi thì bây giờ anh Minh sẽ dắt mọi người qua cái chỗ mới. Nó hơi bừa bộn chút xíu nha mọi người. Nó hơi bừa bộn chút xíu tại vì đang trong quá trình setup, anh em thông cảm. Nhưng mà vẫn cho anh em coi để anh em biết địa chỉ, có gì anh em dễ qua ha. 106 Trần Nhân Kiểu, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ok anh em, hy vọng là sắp tới anh em sẽ luôn ủng hộ cho Minh Maker và những. Rồi, thì ở đây là địa chỉ là 106 đường Trần Nhân Kiểu, cách nhà mình chỉ 500m thôi. Giờ bây giờ là mấy anh em đang tất bật để làm bảng hiệu nè, rồi làm ở trong cho nó xong. Bấm lên cho anh em xem, bấm lên cho Vinix rồi với mọi người rồi xem nha. Vinix đang cầm máy quay á. Cũng sắp xong rồi, khoảng tầm 10 ngày nữa là xong á anh em. 10 mấy ngày nữa là xong. Bây giờ anh này anh đang đo bảng hiệu cho mình luôn. Anh đang làm bảng hiệu, đang đo. Ở đây á, là làm lớp cửa này, lại bấm lên lớp cửa kính á mọi người, là để cho mình đóng cửa, bụi nó khỏi vô, nhưng mà mình vẫn ngắm xe được. Mấy cái này là bữa lột hết. Đi vô trong. Anh em làm ở trong nữa nè anh. Đang bộn bề mấy anh em đang làm á anh em. Anh chỗ này là chữ Minh Baker, ở trên đây là chuyên xe lướt. Ghi chữ chuyên xe lướt là được rồi. Oh.
Có gì anh em mình nhắn Zalo à. Đó. Đó, đây mới này mới làm xong hồi sáng nè. Đây là gương. Zenith quay thấy em luôn. Đây là cái mẫu áo mới nha anh em, đó mình mặc luôn, bình thường mình mặc luôn. Đây là cái gương mới làm. Quên kêu ổng lắp một cái tấm kính. 1 2 anh đeo kính kiểm tra sẵn kiểm. Gương này mấy ổng cắt sao hay vậy ta? Mở đèn nữa hả? Đây mở đèn nè. Đó. Thì Minh thì ít khai trương này cũng bình thường, em không có quay nhiều, nhưng mà cái mục đích của Minh là chỉ muốn cho anh em biết là xe á, quan trọng là xe là chất lượng. Chất lượng cái bên trong, chất lượng và cái cách tiếp đãi anh em. Còn mình không có muốn khai trương rầm rộ anh em. Nói chung là 1 tháng 8 mình chỉ cúng bình thường rồi, đơn giản rồi anh em mình nói chuyện qua lại thôi. Chủ yếu là có cái nơi để anh em giao lưu đó. Cái chỗ này nè là mình sẽ làm thành một cái ghế. Cái ghế á, em biết không, lắp tấm nệm lên á là thành cái ghế là khách qua ngồi đây uống cà phê ngắm xe luôn. Nó đơn giản đúng không, nó sẵn. Còn ở trong đây là sẽ để đồ nghề, làm xe, máy rửa xe. Còn rửa xe là ở đây nè anh em, rửa xe đây khỏi cần lên dốc. Đây, rửa xe là nằm chỗ chiếc xe nè. Bây giờ mấy anh em đem tất bật làm á anh em. Thợ kính, thợ tường, thợ quảng cáo. Đó, mấy anh em đang tất bật làm cho nó kịp, đẩy kịp tiến độ để kịp ngày 1 tháng 8. Bữa nay là hai mấy tháng 7 rồi anh em. Hôm nay là người ta mới làm xong luôn nè, mới làm tất thì. Cái vàng này 4 triệu anh em có thấy mắc không? Rồi đó quay sơ anh em à, để anh em vô coi phía trong. Tại này chưa làm xong, quay cho anh em biết địa chỉ thôi, để anh gửi anh em qua 106 Trần Văn Kiểu. Ở trong đây là sẽ là dọn xe. Theo như anh em biết á, là mình là hay có anh em để xe lại dọn, thay phụ tùng đồ này nọ, dọn tất cả các thứ. Thì trong đây là sẽ để khu vực dọn xe nè anh em. Đó, sẽ để tầm 3-4 chiếc xe để dọn. Ở đây là có chỗ rửa xe luôn. Đây, ở đây là có một chỗ. Cái này là riêng xe dọn cho những anh em mà để xe lại bảo trì bảo dưỡng. Ví dụ là rửa full xe, hoặc là thay thế phụ tùng, hoặc là sửa xe gì đó. Đây, ở đây có giò nước sẵn đó, đang câu hết lại toàn bộ cho anh em. Đó là mình bỏ một chiếc ở đây để mình dọn riêng. Còn ở ngoài kia là rửa xe cho khách, anh em khách. Còn đây là anh em dọn đó, mình sẽ để nằm xe từng góc ở đây. Đây là một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, dọn được 4-5 chiếc rồi anh em. Rồi. Còn ở đây thì chân, đó anh em thấy ok không? Anh em thấy cái khu vực mới của mình ok. Đây là tivi, mình sẽ treo PS4 tivi là trên đây luôn. Tivi sẽ nằm đây, anh thấy hợp lý không? Hợp lý không? Tivi sẽ nằm đây. Rồi treo kệ lên rồi anh em chơi game rồi ở trên đây luôn. Đó. Gọn gàng. Đó. Rồi quạt hệ bên đây. À, quẹt ở trên đây chứ, trên đây là quẹt quá. Khách ngồi bên đây thì quẹt bên đây quẹt quá. Đó. Rồi, ok anh em thì quay vậy rồi. Đâu quay lại cái mẫu áo mới à. Em quay mẫu áo mới à. Rồi.